loa rất hay anh em ạ. Next bài. Ấn một lần là next bài, ấn một lần là giảm bài, ấn M là chế độ Bluetooth, USB, AUX, thẻ nhớ, sạc 5V, pin chạy 6 đến 8 tiếng, bật tắt nguồn, play tạm dừng, có chỗ để điện thoại anh em nha. Có chỗ để điện thoại. Đấy. Tất cả cấu tạo bằng gỗ. Không giờ. Bằng gỗ anh em nha. Bên trong này có hai cái loa bát rất trầm. Hơi đâu mà lo lắng em ơi. Tha nghèo mà biết. Anh em mà có nhu cầu liên hệ lấy con loa gỗ này nha. Loa này em mục đích là để có thể làm loa cho đầu cối tự hành. Đấy. Làm loa cho đầu cối tự hành anh em nha. Đặt lên cái đầu, đặt lên cái đầu cối là mình có thể dẫn âm thanh đầu cối vào cái loa này thì thành một cái đầu cối tự hành luôn, bằng gỗ. Làm bằng gỗ anh em nha. Đấy. Có chỗ để điện thoại, hai loa, e căng đầy đủ. Đây, chuyển bài khác, tăng tiếng này, giữ là tăng tiếng. Bluetooth này cũng được. Nghe Bluetooth, nghe AUX, thẻ nhớ. Bên em có bán cả thẻ nhớ. Cứ 350.000 một cái thẻ nhớ này. Nghe cả năm. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ. Đừng nói xa nhau cho mắt lệ huyền. Lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ. Vết tình khắc trên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ. Mình đã đi chung trên con đường máu nhường. Mình đã gieo nêu nghe chớp về mường. Màu áo xưa em đan cho người nặng hành trang. Có bạc trắng phong sương yêu vẫn còn đẹp tình. Chuyển chế độ này, nghe radio này, radio này nhá, em chọn sóng này, tự động này, này em chọn sóng tự động cho anh em nhá, radio bật cũng nét lắm. Dò kênh tự động. Giữ nút play này là nó dò kênh tự động. Rất hay. Sạc pin đầy đủ. M là chuyển chế độ mode. Này, chế độ Bluetooth này. Ấn phát nữa là chế độ AUX này. Chế độ FM này. Chế độ USB này. Đánh bài này. Chọn bài khác. Chọn bài khác. Trong này nhiều bài lắm.
Rồi, ok.